Chào các bạn, mình tên là Thành, mình ở Sài Gòn, mình ở Phú Nhuận gần đây. Sau khi mình học xong đại học thì mình có nghe mẹ nói là ở đây có Tân Đại Dương, thấy cũng tốt, cái mẹ kêu mình lên đây đăng ký dịch vụ ở Tân Đại Dương. Thì sau khi đăng ký nhờ những anh chị làm hồ sơ giúp và bổ sung những cái thủ tục mà cần thiết, xong rồi anh chị hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn. Thì lúc mà đi phỏng vấn thì lúc đầu thì mình không có tự tin, nhưng mà sau khi nhờ anh chị hướng dẫn rồi nhờ anh bảo anh đưa lại những cái câu hỏi, rút lại những câu hỏi cuối cùng thì mình cảm thấy tự tin hơn một chút. Xong rồi lúc đi phỏng vấn thì hơi run một chút, nhưng mà mình hít thở sâu vào xong rồi may mắn thì mình được visa đi Mỹ. Sau đây mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của mình về đi làm phỏng vấn. Thì giống như mấy chị cần những cái học bạ, rồi những cái về chứng minh về tài chính thì những các bạn đã biết, thì những cái đó sau khi chuẩn bị thì lúc đầu hơi khó một chút, nhưng mà sau khi chuẩn bị xong thì nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn, tự tin vào bản thân mình hơn. Thì lúc đầu trước khi mình đi tới cái dịch vụ này thì mình muốn tự mình làm, nhưng mà sau khi tự làm mình thấy nản quá, thấy nhiều thứ để làm quá, thế là mình không có làm nữa. Thì mình khi mình vào đây thì mình gặp được chị Thúy ở dưới lầu 2, thì chị có hướng dẫn mình tận tình, chị giúp mình làm hồ sơ của bên trường nhập học. Thì trường gửi về cái Y20, sau đó một tuần hơn thì mình nhận được Y20, chị thấy đấy cũng khá nhanh. Xong rồi sau khi mình nhận được cái Y20, mình cho chị Thúy là làm hồ sơ phỏng vấn liền. Thì lúc mà phỏng vấn liền là ngày hôm nay có Y20, qua ngày hôm sau mình kêu chị Thúy đặt hẹn lịch. Thì hôm nay là mùng 2 tháng 12, cái mình được cái đi hẹn phỏng vấn. Xong rồi chị Thúy có nói mình là bổ sung hồ sơ về cái IELTS, mặc dù mình mình chưa có ôn gì đó, mình đâu có học gì hết, nhưng mà mình cũng đăng ký luôn. Mình đăng ký ngay lúc mà chị Thúy nói. Thì sau khi vừa đăng ký xong cái mình thi thì kết quả cũng ra trước khi mình đi phỏng vấn ngày mùng 2, thì kết quả ra ngày 29, kết quả IELTS ra ngày 29 thì cũng vừa khớp với lại cái tiêu chuẩn bên trường bên kia nó nhận. Mình 6 chấm mà mình nhận 6 chấm mình đậu. Thì xong rồi sau đó chị Thúy kêu lên kiểu mình cần cái saving book, nhưng mà nhà mình thì không có. Cái đó thì nhà chị Thúy làm bên dịch vụ cũng làm cho mình luôn. Thì sau khi có đầy đủ những cái thông tin đó thì rất tự tin hơn để mình đi phỏng vấn. Khi mà làm hồ sơ với Tân Đại Dương thì mình cảm thấy cũng tin tưởng, mình tin tưởng nên chị Thúy, nên là mình giao hết cho chị Thúy làm, mình không có làm gì hết đó. Chị Thúy cần cái gì thì mình đưa cho chị Thúy. Chị Thúy cần những cái hồ sơ nào cần bổ sung thì mình chỉ đưa thôi, còn lại thì chị Thúy đăng ký hết từ bên E20 service 901 cho tới tất cả mọi thứ thì chị Thúy làm hết. Rồi mình cảm thấy lúc mà mình làm thì cũng thấy tin tưởng hơn bên Tân Đại Dương hơn là những cái dịch vụ khác. Mình học Singapore rồi, mình học xong đại học ở Singapore rồi, mình tốt nghiệp bên bộ ảnh, nhưng mà mình thấy bên Singapore nó cũng không có tốt lắm, với lại ngôn ngữ của nó, mình dùng nói tiếng Anh đó, nhưng mà nó dùng Singlish một chút, cho nên mình thấy giọng của mình nó cũng không có được chuẩn lắm, với lại mình giao tiếp nó không có cởi mở bằng bên Mỹ. Cho nên sau khi học xong sinh thì mình muốn qua Mỹ, mình làm bên sinh luôn, rồi mình làm được 2 năm bên bộ ảnh nữa. Thì sau khi làm việc thì mình thấy cái không có khác nhiều so với Việt Nam lắm, tại cái bản chất châu Á nó như vậy. Cho nên mình thành muốn qua Mỹ học tiếp, xong rồi muốn làm bên bển, được trường bển thì Thành nghĩ có tương lai hơn. Qua bển thì Thành học ở trường Catholic University of America. Thì cái trường đó thì mẹ Thành có qua bên bển, ba mẹ qua bển mà mẹ có đi tham quan, thì ba mẹ thấy trường nó cũng tốt. Thành người Công giáo nên ba mẹ chịu vào trường đó đi cho nó tốt. Khi mà mấy bạn sau khi mình phỏng vấn xong á thì mình lúc đầu mình hồi hộp lắm, nhưng mà lúc mà khi mà vào đứng trước người ta, mình thấy người ta hỏi những câu hỏi mà mình đã từng học ở cái Tân Đại Dương này rồi, cho nên mình thấy nó không có gì khó hết, nó dễ thôi. Mình chuẩn bị cái mấy ngày trời mà vô trong người ta phỏng vấn Thành có một phút hơn, người ta phỏng vấn có một phút hơn, xong rồi người ta kêu rồi chúc mừng bạn đậu rồi, vậy thôi. Lúc đứng thì đợi, lúc hồi hộp, nhưng mà lúc mà gặp mặt người ta, đối diện người ta thì người ta cũng cười thân thiện với mình. Mình thân thiện lại thì cảm thấy giống như tự tin hơn.
và xong người ta đặt câu hỏi ra. Khi mà người ta đặt câu hỏi thì giống như những cái gì mình đã biết rồi thì mình chỉ trả lời thôi, thì người ta xem lại hồ sơ thấy ok thì ta cho đọc. Cho nên mình khuyên mấy bạn là khi mà vào phỏng vấn á, thì mấy bạn nên tự tin vào bản thân mình hơn, mình chuẩn bị đầy đủ hết rồi nên mình nên tự tin vào bản thân mình hơn, đừng có rụt rè, bởi vì người Mỹ người ta thích những người tự tin hơn, cho nên mình cứ tự tin lên, mặc áo đồ giống như anh Bảo Anh có nói, thì mặc áo đồ rồi gọn gàng sạch sẽ nó cũng thêm điểm cộng cho mình. Rồi nói to rõ, nói từ từ thôi, không cần phải nói nhanh đâu. Người Việt mình lúc mà nói tiếng Anh hơi sợ thì nói nhanh rồi nó bị mất chữ, giọng thì nó không được chính xác, rồi mà mình nói nhanh nữa thì bắt đầu nó sai, cho nên mình nói chậm lại thì người ta dễ hiểu hơn. Mình thấy nói tiếng Anh thì tốt, tại có một anh mà trước khi phỏng vấn trước mình, anh nói tiếng Việt thì thấy cái mặt người phỏng vấn hơi cầu có, không phải cầu có mà cái chán cũng hơi nhăn chút, cái xong cho anh nó rớt luôn. Nên mình thấy nói tiếng Anh thì mấy bạn luyện tiếng Anh đi, tiếng Anh nói tiếng Anh cho nó chuẩn, ở nhà nói từ từ chậm rãi, không người ta không có hối dục mấy bạn, nhưng mà nói càng chậm thì người ta không hỏi mấy bạn nhiều, tốn thời gian quá người ta không hỏi nhiều nữa, người ta chờ đậu luôn. Mình thấy vậy. Mình chúc mấy bạn nhiều may mắn trong những cái đợt phỏng vấn của mấy bạn.